chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh Kim Tiền Hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay tiện lên được ít chục số. Hình như lên cái video này xong rồi mình ăn lễ luôn anh chú ơi. Chúc tất cả mọi người ăn lễ 30 tháng 4 thật là vui vẻ ha. Vui vẻ bên gia đình. Đây thì em cũng sơ lược hàng bên em. Đây quên nữa bữa giờ. Giấy nhám nó còn sót nè mấy anh chú. Bữa tiền báo mà báo mấy anh chú hết rồi á. Giấy nhám còn nè, trời nó còn tới 3 sắc. Chết cha luôn. Đây nè. Đó. Nó còn tới 3 sắc luôn nè. 4 sắc luôn chứ. Trời ơi nó gắt tè le đây nè. Cắt cái giấy chứ không có dính giấy nhám. Đó. Em hồi nãy tiền cũng quên số. Cái này á 20 miếng á, 20 miếng là 50 ngàn á mấy anh chú ha. 20 miếng vậy nè. Cái giấy nhám này mấy bữa mấy anh chú mua rồi á, hỏi còn không có chờ luôn nè. Nè. Đó, giống như tiền đếm gì là 20 miếng nha. Đó 20 miếng gì 50 ngàn, nãy tiền có lên số. Thương hiệu kim cương nha, hàng của China. Nó nhám này rất là mịn. 20. Rồi. Túi nè, mấy anh chú mua túi thì túi marathon này á mua cho hồi mà hội nhóm đồ đó. Hội nhóm đồ mình mua mấy cái túi này này tới này nó bị nó được mua phùn đồ này kia vì nó không có thấm nước ha. Marathon. Túi rút nè. Đó này mấy anh chú mua hội nhóm đồ á cho họ nhóm rồi ngon. Cái này còn đâu khoảng tầm 100 cái. Bữa về mấy trăm cái á. Đó. 12 ngàn một cái mình chú ha. 12 ngàn. Trời nè nó dít nè, bữa thì sợ ra còn một thùng dít luôn nè. Cái này là dũa nè. Dũa hồi nãy từng có lên số, để từng lên là trả gì số ha. Rồi bắt đầu vô số 1 ha, thì hình thức thanh toán đấy mình ship COD, nhà hàng thanh toán thì cô chú chị mình thanh toán thì tiền ship, còn đơn mà 300 trở lên nó chuyển khoản thì tiền sẽ có ship luôn ha. Rồi bắt đầu mình vô số 1. Bánh xe, đây bánh số 1 bánh xe còn bánh chú ha. Nè. Bánh xe nè. Đó, mấy bánh xe bánh chú nhìn cái nhựa nè, rất là ok luôn ha. Đó. Mới tin luôn ha. Cái này á phi 38 anh chú ha, phi mà 38 nó cao là 5 phần. Nè, có cái nó có ký hiệu, có cái đóng da băng, có cái thì nó cũng không có đóng mà có cái nó có ký hiệu. Rồi. Cái bộ này thì nó hai bánh xoay, hai bánh không xoay 60 ngàn một bộ số 1 ha. Số 3 là bộ này ha. Nó mấy anh chú mà chốt mà bánh xe. Cái này nó bị sần bánh chú ha, nhựa nó sần, nhựa là mấy bánh nhựa thì nó bị sần vậy nè, chứ mấy bánh chú không phải là bánh lậu quá nha. Đó, bánh nhìn đây là bánh chú biết kìa. Cái thanh nhựa là nó hay bị gì đó, chạy xe nó bị sần gì đó. Đó, cái này phi bánh này á là 150 bánh chú ha. Bề ngang nó là 4/8 nè, nó cao từ đây từ mặt bích ha, từ bắt mặt đất lên mặt bích đó là 1.9 nha. Bánh này mấy anh chú ha, tải 500-600 kg bình thường nha. Cái bộ bánh này á không có khóa, hiện tại là nó hết khóa rồi. Bộ bánh này mấy anh chú 7 kg á, mấy anh chú chuyển khoản thì tiền bao ship 350 nè. Cái này là bộ này là tiền dán 350 ha. Số 3 là hiện tại trong kho là tiền còn hai bánh số 1, số 2 còn mới mốt sẵn tới đâu thì lên nữa. Nó cái bộ này nó bị ố nè. Trời bánh này xấu má. Xấu tàn canh luôn rồi. Này nó bị nó bị ố mà nó bị chạy đây nữa. Rồi, số 3 350.000. Rồi, số 4. Đó, mấy cái này dũa em cương mấy chú ha. Đó, cái dũa em cương nè mấy chú nhìn nè. Đẹp ghê không?
Cái này mẹ rất là tiện sử dụng, cái này treo để trong nhà bếp này nè. Ngay khi mà cắt đồ mà lục á, cái là cầu cái này mình liếc ngang liền liền, mình liếc ngang một cái là bén liền, khỏi còn chạy xách cái đá đi mài luôn. Đó. Rồi, cái số 4 này 120 nghìn. Số 5, kéo cắt vải ha. Kéo cắt vải nè, cái này hàng chưa qua sử dụng bên chú, cái này cắt vải là siêu bén luôn. Số 5 cái kéo này nó dài được như ta. Mẹ 26 xăng mấy chú. Cái này tiền cũng tết hoài ha. Mấy chú nào mà nó má cháy không. Rồi số 5 ha, 130 nè. Số 6 đây, cái hàng bán chạy nhất bên đây nè. À, số 6 cây này dài 29 xăng mấy chú ha. Rồi số 7 ha, cây này dài 31 xăng mấy anh chú. Cây này dài, giá của nó 170 nghìn. Nhổ hết nói rồi cha. Số 7 170 nghìn. Rồi số 8, nó sủi này chưa xài mấy anh chú nha, sủi này chưa qua sử dụng nè. Cái này hàng của China mấy anh chú nha, mấy hàng China này bán siêu thị nha mấy chú ha, bán thị trường Nhật đó, hàng xuất siêu thị luôn á nè, tem mạc. Cái này á, cái này nó hơn tấc nè, cái này nó 6 phân nè, cái này 4 phân. Rồi 5 cái này ha, số 8 có 50 nghìn hả mấy anh chú. Số 8 50 nghìn ha. Rồi số 9 nè, giũa còn mấy hộp nữa hết rồi. Đây số 9 ha. Số 9 10 cây giũa giũa tam giác nè. Giũa ba cạnh nè. Cái giũa này mấy chú giũa găng cưa là ok. Góc găng cưa, găng kìm, găng gì đó mấy chú. Nè, hàng này chưa xài mấy chú nha, hàng chưa xài, hàng này á, bán ở thị trường Nhật nè. Đây cái chữ chữ thương hiệu nó dập chìm trong đây luôn nè mấy chú ha, cái này chưa xài. Rồi số 9 ha, 100 nghìn. Đó, một lô hàng mới tiền còn có ít à. Rồi số 10 nè, số 10 mũi khoan luôn. Cái này mũi khoan 2 ly mấy chú ha. Cái này một bịch nó tới 10 cây lận, một bịch tới 10 cây heo này 5 bịch 50 ngàn quá trời rẻ luôn ha. Rồi số 10 50 nghìn. Rồi số 11. Đây cái này cũng còn sót luôn nè. Cái cảo bạc đạn mấy chú, cảo đạn, cảo này cảo số 4, cảo này hàng của hàng đâu rồi? Taiwan mấy chú nha. Made in Taiwan. Cái này lúc mà mới về mấy chú á, nó nằm trong hộp á, nó không có gắn vô, ở đầu mình gắn vô. Cái hàng này hàng của Đài Loan. Cái này Đài Loan này mấy chú cầm lên hàng nó cũng chắc chắn lắm nha. Mũi nè. Cảo số 4 á, cảo 100 á. Đó. Made in Taiwan nè ha. Ở trong hàng ở sau thì nó y chang vậy. Rồi số 11 ha, giá 150 nghìn. Rồi 12 búa ha. Búa. Nay mình sắp cái video gì nó lộn xộn sao ngầu vậy trời. Số 12 đây, một cây búa gõ sỉ nè, một đầu nhọn một đầu tròn, mà cây này nó cán ngắn rồi bên chú, cán ngắn à, ngắn luôn, nhỏ xíu ha. Rồi cây búa hai đầu tròn cán sắt luôn, cán sắt tay cầm nhựa, bao lớp nhựa chứ không phải là tay cầm bằng nhựa. Cái này ha, đầu búa còn rất là đẹp luôn nè bên chú, cái này xài bền dữ dằn luôn. Cái này nó nặng gần nửa ký luôn nè.
Rồi một cặp này số 12 ha, 100.000. 13. Đây búa còn đẹp đẹp. Đây một cái búa đầu tròn. Có một đầu bên đây tròn, một đầu bên đây nhọn nha. Cán nè, cán ok. Cán này nó bị nắng, nó bị dính nè bên chú, bị mo. Rồi một cái búa đầu bi luôn, đầu bị nhỏ mini OH. Búa này thì nó tầm 3 lạng à. Này 3 lạng 2 lạng rưỡi. Rồi số 13 ha, 100.000. 14 nè. Cái cán búa còn ok, nó một cái đầu này tròn ha, một cái đầu này nhỏ. Cán còn ok luôn mấy chú ha. À, dạo này búa búa nó giống như cây nào nó cũng dính, nắng quá trời nắng rồi mà. Nắng mà mình muốn quéo quèo quèo. Muốn thành con khô luôn trái. Đây một cái búa đầu tròn ha, cán còn đẹp luôn á. Cái này búa này nó nặng 4 lạng nè. Cái búa này thì tầm 250g thôi. Rồi số 14 100.000 luôn. Rồi 15 nè, mấy cái búa còn đẹp đẹp không em anh chú ha. Anh chú nào mua sớm thì còn đẹp, mà mốt mua trễ thì mua hàng xấu. Đây. Hàng mà về mà sổ ra là tiền lên hàng đẹp trước không à. Đó. Lô hàng á nó có đẹp rồi, nó có xấu rồi, nó có hàng si ba chao nữa mấy anh chú. Đó rồi số 15 100.000 luôn. 16 nè. Đó. Một cái búa đầu tròn đây nhậu đinh ha. Cái đầu này còn đẹp luôn, sáng ha. Nước si đồng đẹp. Cá nè. Cái này hiệu gì đây nè? Cái này đóng nhậu đinh gia đình nhỏ gọn. Cái này nó làm là nửa ký lô nè. Rồi số 16 100.000. Rồi 17 nè. 17 đóng nhậu đinh ha. Cái đầu đóng này nó cargo gì nè. Cái đầu này còn đẹp đâu ha, giống như là chưa xài nhiều ha ha. Không có dấu. Còn nhậu đinh nè. Nhậu đinh có cấn. Đầu của con bóng đẹp luôn. Nè. Rồi xong chốc luôn. 24mm cá ok đẹp. Rồi số 17 100.000. 18 búa đầu bi. Rồi dạo này ha, cá nó găng găng hết trơn à. Xong cái này mấy chú về đánh bóng lên là ok, đánh bóng vô. À, cái đầu này có xài mấy chú ha. Nè. Đầu này thì còn đẹp, không có tè đầu nha mấy chú ha, có dấu xài thôi. 16. Thì là con búa này nhiêu lạng? 6 lạng mấy chú, nặng 6 lạng. Rồi số 18 nè, 80.000. 19. Búa đầu bi luôn đó. Cái đầu bông đầu đóng còn rất đẹp ha. Cái này của OH đó. Hai cái đầu nè. Có cái đầu này nó nằm ở chứ cái nó bị nước nè. Nước là nó bị rỉ nè anh chú ha. Nó rỉ cái bề mặt này ha. Chứ còn đầu đóng còn ok, thép nó còn ok. Rồi số 19 nha, 70. Rồi số 20 nè. 20 ha. Búa đầu bi luôn. Đây. Cái này có xài cấn này một miếng. Cấn cho thầy miếng nè. Da băng. Đó, cái này có đóng nha. Rồi, số 20 80. 21 nè. 21 nè. Đây, đó đầu có xài ha. Rồi số 21 80. Bữa nay là đầu có xài hết. Mấy bữa trước thì cũng không có xài nhiều. Bữa nay là đầu có xài ha, nhưng mà còn đẹp ha. Vài bữa nữa. Lên búa thấy gớm nha. Rồi số 22 nè. Đó. Đầu không có tè mà nó có cấn ha, có dấu xài á. Mấy cái búa này thì nó tầm nửa ký không em chú, nửa ký 6 lạng không à. Rồi số 22 80 luôn. Rồi số 23 búa 1 ký 3 nè. 4 ký 3 OH ha. Ký 3 đầu búa này không có tè ha, thép còn đẹp luôn nè, cán còn ok luôn nha, cán luôn xì đẹp. Mấy cán này đánh bóng dầu lên đẹp lắm. Rồi số 23 ha, 160.000. Rồi 24.
24 là 24. 24. Đây. Búa này ở vít này, vít vách xeo ha. Cái này mũi vít BH2 nè, mũi vít còn rất là đẹp. Đó, hàng này hàng đã qua sử dụng nhưng mà thép chích đó ok mấy chú ha. Đây, cây này BH1 nha. Xeo BH1. Đó. Hai cây. Rồi, một cây cá gỗ. Cá gỗ vết xeo BH2 luôn, cây này dính đã dính đóng nè. Cái này như là chưa xài vậy đó mấy chú. Cây này nó bao tem bao mạc luôn nè. Cái này đầu nè, còn ok nè thấy không? Đó, hai BH2 nè. Cây này cây vít mới chưa xài luôn. Cây mới nãy trong thùng á. Cây vít này á, hàng thương hiệu của Vectone đó mấy chú ha. Ha, nhà sản xuất thì tại Trung Quốc nha. Đó. Mà vít rất là đẹp. Rồi một cây vít hồ lô. Cái lô này quá trời lô bự. À cái vít dẹp mấy chú ha. Vít trừ này là trừ to nè, hơn 6 ly nữa. Rồi. Số 24 ha, 200.000 bộ vít này. Đẹp. Rồi 25. 25 Eto mấy chú. Này. Sắp phôm gì đây? Xanh xanh gì đó. Thương hiệu gì nó dập vô trong. Đây miệng còn rất là đẹp nha chú, con Eto này rất là đẹp nè. Cái miệng quá trời đẹp luôn nè ha. Cái đít nè. Đít cũng đẹp nữa. Ok ha. Để tiền đồ cái đây, nước sơn con này cũng đẹp luôn. Con này nó được 5 phân gần bề ngang nó gần 5 phân rưỡi nha. 5 phân tư. Nước sơn cũng còn đẹp luôn. Miệng ha, rất là đẹp. À, cái con này á, ôi con này mở hẻm xa lắm luôn nè mấy anh chú ha, chị không dám nhận ra nữa. Rồi 5 phân luôn nè mấy anh chú, nè hàm còn rất là đẹp luôn ha. Con này hàm quá trời đẹp. Rồi con này ha, số 25 ha, 320.000. Nhận lên, nhận vô đi. Rồi 26 nè, 26 con này, mấy con Eto kẹp bàn này, con này đẹp nữa nè. Đó, con này nước sơn miệng cũng còn đẹp, nước sơn cũng đẹp bá cháy luôn. Con này cũng 50 nè. 50 mà mỗi kiểu nó khác hàm nha. Đó, này nó hơi cứng như trời. Rồi xong rồi. Gãy luôn rồi. Gãy cái con ấy rồi. Gậy chút khoe rồi mấy anh chú. Rồi con này chắc chắn luôn, không có ra lượt luôn rồi. Nó gãy chút khoe đây rồi. Cái này để ông kiếm cái khoe ông gắn vô. Kéo sao? Không rồi, nhận đi. Rồi số 26, 270.000 để kiếm cái khoe ông gắn vô mấy anh chú. Nó đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi qua con đó luôn đi. Để kiếm cái khoe gắn vô. Bây giờ không có cái khoe nó dặn đâu ra đâu. Con nó đẹp lắm. Rồi số 27. 27 chìa khóa. Đây. Một cây chìa khóa miệng. Miệng có dấu xài. 35. Đây khóa dòng của miệng, cái này nó chóc phút si nhưng mà găng rất là đẹp mày nè mấy anh chú ha. Mấy anh chú là mà xài á, xài mà không cần đẹp á, chốt mấy bộ này là quá trời im luôn nè. Cái này của Super nè. Đó, găng ha quá trời đẹp. Ba cái này là 32 và 26. Cây này 21, 21, 23, cái này của Hit nè, nó. Thấy không? Mấy anh chú thấy găng miệng nó quá trời đẹp không? Cây này 23. Cái này 14-17 KTC Sinap gì nè. Cái này 24-22
Đó, cái này nó chốc nó xi gì bên chú ha, có đầu này nè, nó không có chốc xi nè. Đó, mấy cái không có chốc xi thì nó đẹp. Nhưng mà răng miệng thì mấy con này là mấy răng miệng là ok mấy chú. Nè. Cái này số mấy vậy? Cái này 19-21 luôn. Cái này top nè, 19-21 luôn. Hai cây 19-21. Cái này 17-19 nè. Cái này phần hả? Cái này phần 5/8, 1/2. Cái này 21, cái đuôi chuột. Chốc xi cái này 14-17. Cái này 22-19. Cái này 12-14. Đó, rồi nguyên cái gỗ này mấy chú ha. Cái này số 27 280 nghìn nè. Trời ơi nó gần 5 kg. Ê! Xong cái giò luôn. Rồi, hàng mấy cái gỗ hàng thanh lý nè mấy anh chú. Cái gỗ bùi. Mấy cái này, cái kìm cắt điện và tuốt điện luôn mấy anh chú ha. Nè. Nói chung là mấy cái hàng này nó không đẹp nhưng mà mấy chú xài là ok nha. Nè, một cây lotter xe 200 nè ha. Đó, cái miệng đó nè, đó, quẻo. Chốc xi rồi cái miệng nó có dấu xài nè đó. Cái này nó mấy chú xài á, nó có xài là mua gỗ này lồn, mấy cái gỗ này là ok, biết xong nó rẻ. Mà hàng thì xài nó còn cái nào cũng xài được trơn á. Mà nó không đẹp thôi nè. Nó dít nè, cũng có dít đẹp nữa không? Nó dít dít hai đầu nè mấy chú ha. Mấy chú cứ rút ra thay cái đầu này là mấy mũi dít nữa không? Đẹp. Đẹp bá cháy luôn á. Nè. Khóa ha. Mấy khóa này. Rồi một cây kìm nè. Cây kìm này của Mary nè ha, thép nó thép đời cổ nè, găng nè, găng thì còn xài ok nhưng mà lưỡi nó hở bên chú ha. Đây lưỡi không có cắt được đó, vậy đó. Nè, hai cây kìm cá nè ha. Đó. Rồi một cây kìm nhọn luôn. Kìm gấp nè. Đó cái miệng nè, trời Phật ơi cái lưỡi. Nó cái là 21. Chìa khóa nhiều lắm nha. Cái này 14-17 nè. 17-19. 8-10. Nói chung là chìa khóa 11-13, nói chung là đầy đủ mấy chú. Thì đủ số nè, tùm lum số đó. Đọc 19-21 đó, có cái này chốc xi 6 nè. 14-15 nữa nè. Rồi một cái gì, một cái mỏ lết nhỏ nữa nè, nhỏ xíu. Rồi số 28 ha, 140.000. Rồi 29 nè. Đó mấy anh chú xài thì cái chốt với cái bộ này nè. Có 140.000 hả? Đây. Một cái cây xà cầy. Đó, xà cầy mũi đẹp không? Kìm nè. Kìm nhọn. Đó, kìm mấy cái kìm này mình xài răng nha, chứ đừng có xài lưỡi. Đó, còn cây này mình cắt. Đó, mấy chú cứ xem mà ưng cái số nào thì chốt số nấy ha. Nè, dít nè, dít bự, dít nhỏ, dít hai đầu. Luôn, dưa. Đó. Khóa dít. Can lờ. Đây à, một đống chìa khóa luôn mấy chú ha. Nói chung là tiền đã lửa hết rồi. Lộn xộn số chứ không có trùng số, mấy anh chú yên tâm mấy cái bộ này ha. Tại đọc từng số nó nhiều quá. 17-19 này không? 11-13 nè, đó. Nói chung là tiền lựa tiền soạn hết rồi. Lộn xộn số cho mấy anh chú dễ xài á. Rồi số 29 140 nghìn ha. Rồi số 30 nè. Chứ tiền không có hốt chìa khóa để vô mấy son nó trùng số lần sau mấy anh chú xài được. Cho nên là tiền hay lựa là có số này số kia đó, dễ lắm. Nè cái này mấy chú xài để kẹp cái găng thôi ha. Cái này lưỡi thì thấy nó cũng hơi hơi. Đó, rồi một cái đuôi chuột, cái kìm hồng món quà nè, thấy gớm không? Rồi có xấu thấy ghê thiệt chứ. Cái này của top nè. Đó, nhưng mà găng thì còn xài nè mấy chú ha. Đó, nói chung nó xấu gì đó.
quanh nhà lồng. Mới xài thì ok. Đó, dít nè. Đó. Đầu này xấu ha nhưng mà mũi thì còn ok nè. Đó. Kìm. Kìm cắt nè. Không, một cổ vậy nên chú có đâu còn thiếu gì đâu. Đó. Đó, kìm nè, thấy không? Kìm cá. Một cổ chìa khóa. 3 đó nè. 4, 17. Gỗ này có 140.000 à. Vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi. Dạ. Đó. Rồi số 30 140.000. Rồi 31. 31. Đó. Đây, kìm. Kê kìm của Victor. Nó găng thì thôi. Xài còn găng thôi. Thấy không? Đó, một lô hàng nó về nói chung có đẹp có xấu mấy chú ha. Đó. Cái kìm mẫu quả này găng còn đẹp mà, nhưng mà cái cây này á là nó cái kiểu chốt nó về rồi mấy chú ơi. Xài có nhiêu đây à? Không có mở ra được nữa mấy chú. À ông nào ông đóng cái chốt đây rồi. À mắt con ốc, mắt con ốc cái bị chế. Hôm bữa giờ sao nhiều cây này quá ta. 21, 26. Dít nè. Đó. Mấy cây này là tiền vệ sinh hết rồi bên chú nha. Nó bên chú nè. Mở te te hết á. Rồi rớt luôn. Đó chìa khóa nè ha. Đó 11 13. Kìm cá. Đó mấy cây lờ đẹp ghê không? Đó bên chú ưng cái gỗ nào thì chốt nè. Cái này cái mày này mở phá theo tầng luôn nè. Mà tiện biết mở kiểu gì nữa. Nó dít nè. Nó dít đóng bếp 2 nè. Quá trời luôn. Một gỗ. Quá trời một gỗ. Nó. Cái kìm nữa nè. Nó kìm nó rẻ cái mũi bên nè, thấy không? Rồi số 31 140.000. Rồi 32. Đây. 32 bộ sủi điêu khắc bên chú nha. Đó, chú dặn mấy bộ này thì xem mà chốt lại dùm tiền nè. Đó. Cái nó đủ thứ kiểu lắm bên chú ha. Đủ kiểu mũi luôn nè. Nhưng mà mũi mấy cái này chắc chắn là bên chú phải mài lại mới xài nha. Hàng bãi mà. Đó. Nè. Bự nhỏ. Mấy cái mũi này á nó bén lắm á trời. Ha, đẹp đẹp không? Rồi, số 32 150.000. Rồi 33 nè. 33 là mũi Tago. Cái này 14 nè, cái này phay nha mấy chú, cái này phay. Ai trời. Cái này á tiền thấy nó cái phần là 1/2 mấy anh chú nha. Cái này mấy anh chú đó, một cái găng xoắn. Tiền cũng hay lựa là lựa lớn nó nhỏ lắm. Nè một mũi phay nè. Mũi phay này cũng thấy số. Giờ tiền cũng hay sắp nhỏ. Cái bộ này thì bộ lớn nha. Cái này là lớn, số lớn mấy anh chú. Cái bộ này là số lớn nè. Đó, mấy chú nào xài số lớn mình chốt số lớn được 3/4 luôn nè. Ha, cây này 1/2. Rồi cây có cây nhỏ nữa, cây này 5 ly nè. Cây này 6 ly nè, đó. Rồi số 33 ha, 200.000 một măng. Rồi 34. 34 nè, cái này thì từ 5/8 đổ xuống bên chú ha. Tago này 5/8 xuống, mũi còn rất đẹp nè mấy chú, găng rồi ok ha. Nó tiền cũng hay lựa gì nè, nó để gì cái thấy bên đây nó bự, đây nó nhỏ xuống rồi. Nè, găng nè mấy chú ha. Ok luôn. Nè, cái này 1/2 nè, đó. Cái này có
mũi khoay lộn xộn nữa nè. Cái này mũi 10 nè, phay 10 nè. Hai cái mũi này dài thì không biết số nó bao nhiêu. Không có thấy số được Minh chú nha. Rồi cây mũi này mũi 10 nè. Đó. Nè lớn nhỏ nè. Yamaya. Đâu rồi? Nhìn số cái này mũi 5 nè, rồi mũi khoay nè. Mũi phay 2.5 nè mấy chú ha, mấy cái mũi đẹp đẹp không? Đó, không có thấy số nổi. Mũi phay cũng nhiều nữa nè, 5.5, 3.5. Mũi 6 nè, 6.5 nè, mũi phay á, mũi phay đẹp đẹp. Đó, rồi số 34 ha, 200.000. 34 200.000. Rồi 35 nè. Bữa nay hai bộ mũi khoan. Mũi khoan thì mũi này là mũi mũi 13 mấy anh chú ha, là lớn nhất của nó 13 đó. Đó, mũi khoan đang thù lùi luôn. Nó cái này mũi 11 nè. Cái này 13 11 nè. Rồi nhỏ sơn xuống nữa thì chắc là 10 nè. Đâu đâu để coi. Nó chày. Nó chày không có thấy số mấy anh chú. Cái này 10.5 hay gì. Đó, mũi đẹp đẹp không anh chú ha. Đó, lớn nhỏ thì nó dài dài xuống. Chứ giờ tiền không có thấy số. Đó. Vậy nè, nó đều đều vậy nè. Đó, lớn nhỏ nhỏ xíu thôi nè. Cái này có hai mũi phan bê tông nè anh chú ha, hai mũi phan bê tông me luôn rất đẹp. Đó, rồi số 35 ha, 200.000, 35 200.000. 36. 36 đây. Cái này 12.5. Này lớn nhất của nó 12.5 anh chú ha. Đó. Đó, lớn nhỏ đều đều xuống. Đó mình tiền sắp lên tay mình chú thấy không? Lớn nhỏ đều đều xuống luôn nè. Đó, cái kế không đó. Một bộ này 200.000 là mấy chú có xài đầy đủ. Nó lộn xộn. Nè, cái mũi này mũi bê tông. Rồi, số 36 ha, 36 là 200.000. 37, 37 mũi khoan bê tông, mũi khoan bê tông, mũi khoan dài ha. Mũi khoan bót á. Nè. Cái này mũi 6 nè, mũi 6 ba cạnh. Cái này của da băng nè, đóng da băng. Có cái da băng có cái của Đức á Minh chú. Cái này đẹp bên này nè, cái này mũi 6 luôn nè, mũi 6 mà hai cạnh ha. Cái này mũi 8 nè, 8.5 nè, 8.5 hai cạnh. Rồi cái này 8.5. 8.5 cái này của da băng ba cạnh nè. Rồi mũi này mũi 10.5, 10.5 cái này của da băng luôn. Ba cạnh. Rồi mũi này mũi 18. 18 mũi này mũi của da băng. Ba cạnh luôn, cả cạnh đều quá trời. Đó, lớn nhỏ này không có bị trùng số luôn. Có trùng số mà mũi hai cạnh ba cạnh. Rồi số 37 200. Rồi 38 nè, 38 cây kiềm mẫu quả, cây này size lớn mấy chú ha, size này size 300. 300 nè. Lót tơ ha, ngọc nhật in chìm luôn. Cây này size 300. Đó, răng nè, răng còn rất là ok mấy chú nha. Đó, hàng có xài ha. Hàng có xài mà găng còn rất là đẹp. Cái bên đây là cái kiểu gì ta? Đây nó nằm như vậy là bị kiểu như vậy hay cắt hay sao ta? Đó, nè anh chú thấy không? Đó, găng đó nè. Nó chày mấy chú ha, chày. Bao da còn ok. Đó. Rồi số 38 200.000. 39. 39 cây thước kẹp. Thước kẹp mà này 10 xăng. 10 xăng là thước kẹp 1 tấc. Cây này cây này tiền không thấy thương hiệu mấy chú. Cái này nó không có thương hiệu nha. Cây này nó không có thương hiệu. Mũi thì còn đẹp nè. Rồi số 39 100.000. Rồi số 40 nè.
40 ha. 40 cây cây hướng này 20 xăng. Suốt 2 tấc nè. Mọc anh chìm anh chú ha. Đây. Canon Tokyo. Cây này còn sáng đẹp anh chú ha. Có cái mũi đo trong nó bị gãy nè. Ủa nó bị mẻ. Nè. Cây này nè anh chú ha. Đó chỗ này nè. Nó ấy một chút tí xí à. Đó, nhưng mà không có ảnh hưởng gì cái việc mình còn đo ok. Nè. Mũi này thì đẹp ha. Đó, số chữ số còn sáng giới luôn anh chú ha. Nè. Còn rất là rõ số. Đó, bên đây cũng còn đẹp nè. Đó. Rồi số 40 200.000. Rồi 41. 41 KS 11. Cái này nó để đây nè, không 20, nó có thông số luôn anh chú ha, miệng còn đẹp nè. Này nó có bao da. Cái này size 250 á. Đây. Tôi đây cũng nhắc rồi bà. Rồi. Đó, cây này giống như là miệng còn rất là đẹp. Còn văng ở đây luôn nè. Rồi. Xay 41 150.000. 42 là lớn lắm. 42 cây kìm cá mấy anh chú. Kìm này giống như chưa xài mấy anh chú ha. Cái nước bóng ở ngoài còn quá trời luôn, bóng loáng luôn. Cây này nó gì nè? Bro gì đó. Cái này 20. Đó, găng còn rất là đẹp. Rồi, số 42 60.000. 43. 43 một cây kìm nhọn, cây này của Buya mấy anh chú ha. Cái này bề mặt nó có sần xí. Bao da ok, bên này bóng đẹp nè. Găng thì rất là đẹp luôn. Găng còn đẹp lắm nha. Rồi. Buziza cây này ok mấy chú. Rồi số 43 nào 50.000. Rồi số 44. 44. Đây. Cây này của top, cây này 11. 11 và 13 mấy chú ha. 11 13. Găng miệng nè, ok, chóc có xi. Cái nước xi mạ ở ngoài á. Không gơ lắc mấy anh chú nha. Hoạt động ok. Rồi cây này cây KTC nè, cây này KTC, cái này 80 nè. Đó, răng miệng nó ok ha. Cây này nằm, cây này đảo một chiều mấy anh chú. Cây này kêu lớn quá trời. Rồi số 44 100.000. Rồi 45 nè. 45 cây này. Này KS 11 nè. Cây cần này là cần 3/8 mấy anh chú. Cần này rất đẹp ha. Cái nước xi bóng rất là đẹp luôn nè. Đó. Mấy chú nghe tiếng kêu không? Tiếng kêu rất là êm tay. Đây êm tay. Êm tay đây nè. Cái này hiện đại nha. Bấm cái nút này là mình gắn ốc vô. Rồi số 45 180 nè. 46 nào, 46 là hai cây đục. Cây này cây đột nhỏ nè mấy chú ha. Để dấu nhỏ dầu tròn nè. Cây này lớn, cây này đầu đầu. Ủa cái này đầu nhỏ, đầu nhọn, cây này đầu tròn nè. Hoặc là mấy chú về có thể là mình mài. Cây này Mokuba da băng. Đó. Rồi hai cây này số 46 ha, 70. Rồi 47 nè. 47. Mọc anh chìm đây, tem chóc nè. Cây này đầu nhọn mấy chú nha. Đầu nhọn. Đó. Rồi số 47 ha. 50.000. 48 nè. 48. Cây này đầu nhọn luôn ha. Cây này nước sừng đen. Cây này tiền không thấy.
Cái này không không thấy in chìm mà tem chóc tem rồi mấy chú. Cái này đầu đầu này giống như chưa đóng luôn. Cái này 48 ha 70. 49 nè. 49. Đây cái này là chữ dập chìm ha. Đầu thì có xài đóng rồi. Cái đây đầu đầu tròn có găng nè. Nó có răng. Có răng hay như đây nè. Rồi, cái này 49 60. 50. 50 cái này mở đá mài nè, mở đá mài. Hiểu gì nè. Bao da chóc bao da rồi chút chóc xí đây ha. Đó, cái này mình chỉnh theo máy cái này. Đó, máy mình ở đó đâu mình chỉnh tới đó ha, dặn xiết lại là cứng khừng luôn. Rồi, số 50 60.000. 51. 51. Cây này hai cây cắt kính. Hai cây kính mấy chú ha. Cây này đẹp, cây này nó chóc xi si nhẹ nữa ha. Rồi số 51 ha, 70.000. 52 nè. 52 cây này á, cái này dắt mấy chú dắt lên dây đeo để đựng đồ nè, mấy chú làm trên cao á, mình dắt kìm búa búa dắt gì đó dắt đồ nó cực ba chỗ nè, ba chỗ dắt nè. Cái này nó có chóc xé nè, nó có chóc nè. Cái này là từng không có vệ sinh luôn, vệ sinh gì. Rồi cái này số 52 ha, 70.000. Cái này bên chú nè, nó có cái nẹp này dắt lên. Rồi số 52 70. 53 nè. 53 cây này cây uống ống luôn. Cây uống ống này nó có để độ nè, độ uống công nè. 180. Cái này đây, cái này nó có nước xì còn đẹp ha. Cây này của USA luôn bên chú. Nước xì bên đây, cây này đẹp. Bên đây này, cây này chỗ này nó bị nó xém chóc. Xém thôi, nó mới lu mờ thôi chứ chưa có chóc. Đó. Cái này ống 10 ly á mấy anh chú, 10 ly á. 3/8 nè. USA ha. Của Mỹ hay để phần nè, chóc xi nhẹ ở đây ha. Bao tay cầm thì còn ok lắm. Đó. Cái số 53 ha, 240 nè. 54 nè. 54 cây thước Xinhua giao băng. Cây này còn đẹp, khá đẹp ha, nhưng mà trên cạnh này cũng có dấu chút sần trên cạnh. Trong đây cây này. Nè. Chỗ này nó bị sần ở đây. Rồi số 54 ha, 80.000. 55. Cái thước một. Ủa? Thước này 6 tấc minh chú. Thước 6 tấc ha. Thước này chữ số rồi móng đẹp. Cái này hiệu nó hiệu gì đây nè. Có cái logo. Logo này minh chú. Logo này logo của nước nào rồi. Cây này rất là đẹp. Bóng mà logo này thì em biết logo gì nữa. 6 tấc. Cây này đẹp nha. Rồi số 55 100.000. Rồi 56 nè. 56. Một combo hước luôn. Đây hai góc này rất đẹp mấy chú ha. Đây hoa văn nè, dòng chim cánh cụt. Đó. Mỗi cái hai cây này á, nó đều gốc hết nhưng mà mỗi tờ chỉ số thước khác nhau nè. Nó kiểu làm kiểu khác nhau. Bên đây 8, qua đây 8, 8 qua đây 1, 1 qua đây 8, bên đây 25. Dài thì dài 50. Đó, rồi một cái thước 3 tấc. Này hai mặt số. Cái này 3 tấc chim cánh cụt, cái này có chày. Rồi, cái này một thước lá 1 tấc chim cánh cụt. Rồi, cái này góc luôn, góc nhỏ, góc 15 xăng. 7-15. Rồi, cái này 56 ha, 200.000.
57 một cái ba me nè. Cái này cũng Mitsuyu nhìn nó đẹp ha, bóng đẹp. Mấy cái thước ba me cũng vậy à, mấy thước mềm Mitsuyu cũng đẹp. Cái này nó có chày mấy chú ha, mộc nhật in chìm. Cái này nó mở từ nhỏ tới 45 nè ha. Đó, hoạt động ok mấy chú ha. Nè, ngồi mà dặn từ cây này lên tới đây cũng hơi mệt, cho nên tới đây thôi ha. Rồi số 57 120.000. 58 dít. Rồi, tới mấy cái đồ dùng linh tinh. Đây mấy cái dít đắt ra đẹp luôn mấy chú, một chùm dít này ha. Dít cộng nè. 1 2 3 4 5 5 cây cộng ha, 50 cộng lớn nhỏ. Rồi trừ ha. Đó, bộ dít rất là đẹp. Dít điện tử ha. Điện tử chỉnh đồng hồ. Nói chung nhiều lúc ra muốn chỉnh cái góc nhỏ là rất là khó tìm. Rồi số 58 100.000. Rồi 59. 59 cái này tụi không biết làm cái gì luôn. Ngày này nghe im lắm. Thầy giống như nhôm. Cái này mấy chú ha. Cái này không biết làm gì ta, sủi khắc sủi gì đó nè, nó đủ kiểu mình chút. Nó ba cây vậy nè, thôi mi tiện biết làm gì á mấy chú, mình có sử dụng được cái gì mình làm mình chốt thôi nha. Rồi số 59 70.000. Rồi 60 nè. 60. Cái này cũng giống như vậy. Nè, cái mấy cái mũi này rất là bén mấy chú ha. Mũi này bén ha, móc đồ rất là bén luôn. Cái này á, cái này giống trong y tế. Cái này nó có con dao nè mấy chú. Cái này về mấy chú mài là con dao là bén luôn nè. Dao nè. Cái này nó bằng nhôm. Đó. Rồi 4 cây này ha. Rồi số 60 70.000. Rồi 61 nhíp nè. Nhíp gấp. Cái này là nhíp gấp chứ không có nhổ anh chú nha. Đó. Cây này gấp nè. Đó. Cái mũi nó bị cháy hay gì không gấp, gấp không chắc gấp đồ hàng đồ hay gì nè, nó quéo queo nè. Có dấu đen á. Gấp công. Gấp công, gấp xo chỉ. Đó. Cái nhíp này nhọn à, cái mũi này nhọn quắc luôn á. Này gấp hộp xoài. Rồi số 61 70.000. Rồi 62. 62 combo. Đây. Cái này cây cắt móng của cai bên chú ha, cái vỏ này nó bị sần à, sần sùi. Cái miệng thì ok đẹp. Mở ra nhìn coi đau meo qua tay. À đây. Đau qua tay không có nắm gì được nè. Cái này của cai mấy chú ha. Nè. Miệng nè, không hở sáng ha. Rồi một con dao nhỏ luôn mấy chú. Nè. Này mấy chú mài lưỡi lợi rất là bén nha. Đó, dao xếp này nhỏ xíu. Nhỏ xíu luôn. Rồi một cái bấm. Bấm cái này cũng mát da băng nè. Ở cái này còn tàn còn rim. Rồi số 62 ha, 100.000 combo này sử dụng gia đình. Rồi 63 nè. 63 cây này cây dao mấy chú nha. Cây này là con dao này nó bị cháy chỗ này mấy chú. Cái này dao. Ủa cầm ngược không nổi. Đây ha, mình bấm cái nút này ha, cái này nó có khóa an toàn luôn. Cái này của Siki nè. Kì ha, con dao này mấy chú mài là bén nè, mấy chú bấm ha, bấm cái mới mở ra được, rồi nó gài lại rồi. Nè, mấy cái này mấy chú về mài lại thêm, đó cái này nó tới lưỡi dao cắt là được một tấc ha, cho nên là dao đây là kiểu gân cưa, đó, cán thì nó ché trái cho đây mấy chú hả, trái xíu à,
Rồi cái này chú ấy thì mình bấm xuống nha. Bấm gì rồi nó khóa rồi. Ủa, có khóa không? Ủa, à nó kích cỡ nhiêu đây nè. Rồi số 63 ha, 100 nha. Rồi 64 nè. Combo lộn xộn luôn. Rồi một cái ốp pha, một cái kéo, một cái dao gọt giấy. Mà cái lưỡi Tajima, lưỡi mới luôn, lưỡi chưa xài. Cái lưỡi trong cái hộp Tajima mấy anh chú, này gắn vô á. Nè, ốp pha da băng ha. Thấy cây này xài rất là ngon, bền. Cái chốt này chốt đồng nè. Mà nó hơi cũ, nó sần rồi. Rồi một cái bấm ghim. Bấm ghim này. Rồi hết ghim luôn, sạch nhất. Thì mấy chú bấm này để ghim vô. Cái này của này chóc tem rồi mấy chú ơi. Nè, mỏ miệng đẹp ha, không hở sáng, rất là thấy cưng. Rồi cái combo này 64 ha, 100.000. Rồi 65 nè, 65. Đây của pha luôn nè ha. Cây này mấy chú tán nó bằng tán đồng. Cây này đẹp nha. Cái này lưỡi này người ta gắn lưỡi cưa nè mấy chú, lưỡi cưa nhuyễn nè. Đó, mấy chú có thể dùng lưỡi cưa hoặc là mình dao gọt giấy ha. Rồi, cái này rất là đẹp. Ốp nè. Rồi, 65 70 nè. 66 nè. 66, mấy chú mua gộp đơn cái nó, cái này cay ha. Cái này thép không rỉ nha. Cái này thép không rỉ, cái này made in Sabang. Giữa còn đẹp ha. Miệng nè. Miệng rất là đẹp luôn. Rồi 66 ha, 66 50. 67 nè. 67 2 cây, một cây dao. Dao xếp. Đó. Nó làm tán đồng luôn á. Đó. Dao này. À, móc treo nè. Rồi một con cai, cai này thép không rỉ luôn nha. Cai này nhỏ, cắt móng nhỏ nè. Đó. Miệng rất là đẹp ha. Rồi hai cây này số 67 100 nha. Rồi 68 nè, 68 một cây dao đa năng. Đó. Mũi lưỡi dao. Cái này cô hàng của da băng nha, in da băng nè. Lưỡi dao bự to nè. Đó. Dao này thì bén. Rồi. Cái này 68 80.000. 69 nè. Mấy con dao nhỏ này nó lợi hại ghê không? Nhỏ xí xì mũi rất bén luôn á. Cái này mấy chú khui đồ được nè. Khui. Đó. Rồi 69. 70. Đây 70 kéo cắt tôn mấy chú ha. Kéo này cắt tôn sống nè, chữ in chìm thép đúc nguyên khối. Mấy cái cây này á, nặng lắm mấy chú, cắt rất là bén mấy chú. Cái này dài 31. Cắt sống nha. Cái này mấy chú xài này nó nè, cái nào có tôn sống nè nó cắt ha. Đó, nè, sống như vậy nè. Có cái tôn sống mà gợn á, cái là mình cắt nó cái chỗ cái lưỡi dao này nó đỡ cái chỗ cái sống nó ha, thành ra cái sống kéo rất là bé. Rồi số 70 71 nè. Mấy cây này bắt tôi sống tại vì mấy tên sống thì ít người xài nên giá nó rẻ chứ. Rồi cây này 34 luôn ha, thép đúc nguyên khối. Sống này kiểu sống này nè, nó chú thêm bán kìa. Đó. Rồi số 71 50.000 luôn. Rồi 72 nè. Đó, mấy cái kéo cắt to này mấy chú biết không? Xài á nó lâu lục lắm. Thép này mấy chú xài đó, mài một lần á mấy chú là xài hoài luôn á. Cái này có bị ố không? Không ảnh hưởng gì tới lưỡi nha. Nè. Bên đây đẹp nè. Bên đây nó có sần ha. Cái này lưỡi gì vậy?
Rồi số 72 80.000. Rồi 73, 73 kéo. Kéo này Tokyo. Kéo cắt vải mấy anh chú, cây này cây dài mấy anh chú nha. Kéo này nó dài tới chắc là 28. Rồi chính xác cây này dài được 28 lên chú ha. Cây này nó hàng hàng này hàng đã qua sử dụng là mấy lưỡi dài. Không có ảnh hưởng tới lưỡi. Cái này nó sần nhìn cái mặt này nó thôi nhưng mà lưỡi thì nguyên si mấy anh chú. Đó. Này mấy anh chú cắt vải thì mài mài thì mình sẽ thấy nó cũng sắc sắc. Cái này cắt cũng ok đó mấy chú, nhưng mà mấy chú cắt vải chắc chắc phải mài lại á mấy chú, mài thêm nha. Đó thì nhấp cái mũi á. Rồi số 73 ha, 150.000. Rồi 74, một cây kéo bướm nè. Cây đẹp ghê luôn, chữ in chìm anh chú. Đó cây này cái khung cây này, cây này hai hết hai lớp anh chú. Cây này đẹp ghê, cây này chắc nó không có, nó dài 18 năm nè ha. Cái tay cầm rất là to, hàng chi nó nặng mà cố luôn, quá chờ bán anh chú nha. Rồi cây này số 74, 150.000. 75 nè, 75 một cây kéo bắt cành đúc nguyên khối bên chú ha. Cây này từng không thấy chữ, cây này không có chữ bên chú nha. Mấy cây kéo đúc này nó, cây này dài 20 nè. Kéo đúc này á, cầm nó nặng dễ sợ. Đây to luôn á, mấy thép đúc á. Rồi cái này số 75 ha, 250.000. 76 nè, 76 cây này cá đẹp, cái này cũng không thấy chữ anh chú. Cái này cũng dài 21 á, 21 luôn, hơn 20 chứ không. Thép còn đẹp, mấy cây này lưỡi bén quá anh chú à. Rồi số 76 ha, cây này 150.000. 77, 77 cây này cán nhôm nha. Cây này chữ bắn laser này nè, chóc rồi. Cây này cũng dài 20, trời cái lò xo nè. Cây nhỏ nhỏ thôi, cái tép. Rồi số 77 100.000. Rồi 78 nè. 78 cây này hàng của Saboten mấy anh chú ơi. Cây này nó chốt nó gãy đây mà nó gãy rồi. Còn này chốt chế mấy anh chú, chốt chế. Đó. Cái này chốt chế nha, cái này tiền chế. Tại cái chốt kia nó ấy rồi, cái chị để ra chị gắn vô nó đẹp chứ bộ hả. Nè chị treo nè, chốt gại đây thì nó mất xong ten ha, hà thép xong ten. Cái này vệ sinh sạch sẽ rồi, nó lưỡi cũng toàn to nhiều lắm nè. Rồi mấy cây này bén bá cháy. Rồi 78 ha, 150.000. 79. Rồi cây sau tên này gãy cá. Cái này gãy cái nhựa rồi bên chú ha. Đó, hàng của Saboten. Cái chốt nó còn đây. Cái chốt này còn nè. Nè mũi đó nè. Chắc còn ok bên chú. Đó, cắt cái mũi nó bay ra luôn nè. Cây này 79, 80.000. Rồi cây này nó dài tới 20 lần đó. Mắc mẹ cái đuôi đây rồi. 79, 80.
Rồi 80. Số 80. Mấy cái kéo cỏ này nó chữ nó bắn laser không hả chú nha. Nè. Lưỡi đẹp. Cái dòng này bán. Nghe không? Đó. Cây này chắc giá 18. 18 năm. Rồi số 80 90 nghìn. Rồi 81 nè. 81 cây kéo tỉa hàng rào. Kéo tỉa hàng rào. Này, hạn của nó này mình chú ha. Thương hiệu của nó. Lưỡi nè. Cây này xay 360 độ mấy chú nha. Xay 360 độ luôn. Đó, mấy chú xay tè leo me luôn ha. Ok luôn. Rồi cái nút kiểu này luôn, nút này kiểu nhắn này nó thẩm mỹ ha, đẹp. Nhớ không? Đó, mấy chú bóp lên cái đầu nó nhăn ra, đó. Đó. Nó bán lắm nè. Rồi. Bán khỏi bàn luôn, khỏi chê luôn. Rồi, số 81 170.000. 82 kéo cắt tôn. Đây hàng Komitsu. Lưỡi. Nước xì cũng còn khá ok này. Trời mẹ cái quá to mà mấy ông đóng đập luôn nè mấy anh chú. Cái này dấu đóng nè. Bao da thì nó gắt rồi mấy anh chú nha, gắt hai cái đầu. Đó, nước xì còn đẹp chứ. Còn chỗ này đẹp, chỗ này nó bị đập. Cái hàng cái xu này thì lưỡi rất là bén mấy anh chú nha. Chung là hàng cái xu này mũi cong dễ cắt mà bén nữa. Cây này nó dày nhở, 25. Rồi số 82 160.000. Rồi 83 hai cây cưa. Ủa một cây cưa 83 84 nha, cưa sắt. Nè, mỗi cưa mỗi khác nhau anh chú nha. Nè, hai cây này nè. Đó. Cây này nó cái khung nó cao hơn ha. Hãng thì nó y chang vậy, tay cầm ha, rất là dễ thương. Đó, cái này số 83 ha. 50.000. Cưa sắt á, này cưa sắt để mình cưa lặt vặt trong gia đình á, cưa ống nước đồ này kia rất là ok luôn. Mấy cưa sắt này nè, ý là mình xài gia đình á, phải nói là cưa sắt không, mình cưa nhựa, cưa ống nước đồ này rất là ok. Đó, cái khung này nó to hơn ha. Rồi cái này 84 70.000, cũng là một cái thương hiệu thôi. Cha một cái thương hiệu đó, nhưng cái mỗi khung có cái nó ngắn, cái nó dài ra. Rồi số 84 70. Rồi 85 cưa gỗ. Đây, lưỡi cưa gỗ này còn đẹp nè. Lưỡi này cưa rất bén nha, nhọn quắc luôn mà có chóc xi đây. Chóc xi chỗ này nè. Đó. Cán ok Minh chú ha. Nè. Cái này lưỡi 21. Chính xác 21 Minh chú ha, cưa gỗ. Rồi 85 60. 86 nè, 86. 86 cây này thì còn đẹp. Cây này thì như chưa xài vậy đó. Lưỡi quá trời bén luôn ha. Lưỡi này với cây. Đó, cái này là cũng 21 luôn ha. Cán không ok. Xếp luôn. Rồi 86 80.000. 87 nè, 87 cưa sắt, cây cưa sắt khung lớn nè. Có kèm thêm cho mấy anh chú hai cái lưỡi. Đó, cái này nó chóc xi trên đây nha, chóc xi. Cái nước nước mạ. Đó. Còn bên đây thì còn đẹp nè. Hãng của nó nè. Rồi 87 ha, 90.000. Rồi 88 nè. Trời ơi. Mặt cản gì trời. Rồi 88. 88 cưa phải kéo cắt hàng rào. Kéo cắt hàng rào. Đây. Lưỡi rất là đẹp mấy chú ha. Lưỡi rất đẹp. Cây này cây dạng cây ngắn nè mấy chú nha. Nè, chữ nhật không đấy chú ha. Nè. Cán còn ok. Cái này nó dài được 49. Đó. 49 là 50 á. Đây. Tiền cắt. Đó, tiền cắt một tay luôn nè bạn chú nha. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Rồi số 88 100.000. Rồi 89 nè, lưỡi còn rất là đẹp.
con này ốc, cái ốc kiểu gì nè đó, cán còn ok luôn. Cây này thì nó ngắn cũng bằng cây kia, cây này nó cũng là 48 xê xích xí rồi luôn á, mà lưỡi còn đẹp nha. Đó. Thôi mấy chú mình cắt một tay nó cũng hơi khó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng 88, 89, 100 nghìn. Cái gọi gì nó không bán bằng thì mình nói không bán bằng thôi. Rồi. Cây này số 90 ha. 90 cây này cây dài. Lưỡi nè. Lưỡi vằn còn đẹp ha. Cán nó bị cấn chỗ này mấy chú. Nè, nó cấn suốt suốt chỗ này miếng nha ha. Cá này còn rất là chắc luôn, nhưng mà này nó bị cấn á, cấn nó suốt á. Mấy cái này mấy chú muốn xài bền á, về với mấy chú đánh dầu cán á. Mấy cái cây này là lưỡi già, cây này nó dày để mình cắt ha. Rồi mấy cái lưỡi này bén khỏi bàn luôn. Quá trời bén luôn. Cái này dài 65 năm luôn. Cấn đây xíu nha. Rồi số 90 120 nghìn. Cái nó cái giá rồi ghê không? Rồi 91 nè. 91. Cái này nó dài được 65. Cán đẹp ha. Cán đẹp. Đây lưỡi cũng đẹp luôn. Trên đây nó chóc xi nhẹ. Trên đây nó giống như chỗ này nó bị nhiễm nước, nó nằm lâu là bắt đầu nó bị nó ha. Mà không ảnh hưởng gì tới lưỡi hết ha. Không ảnh hưởng gì tới lưỡi nha, nó mà nó sần nó nổi một lớp sét ở ngoài cái nó bị sần thôi chứ không có ảnh hưởng gì lưỡi hết. Cây này cán nó đẹp, nó chắc ghê đó nè, mấy chú thấy không đó, rất là bé. Rồi cái này 91 140 nghìn. Rồi mã số 92. Rồi cái cây này còn thối luôn, quá trời cái thép. Cái lưỡi này nó đẹp quá trời mấy chú. Lưỡi nó kiểu văng ha. Văng văng vậy nè. Lưỡi quá trời đẹp luôn. Cán nữa. Cán còn cứng thường luôn. Đây, tem mạc thì nó chóc tem rồi. Đó. Cán quá trời đẹp. Cây này thép nó dày á, này mấy chú cắt được cây cành lớn luôn á. Cây này nó dài được 66 mấy chú ha. 66. Đây, cây lưỡi nó rất là dày. Để tìm cắt nha. Cây này nó sẽ nặng hơn mấy cây kia nha. Cái này mấy anh mua đi, mấy anh cho mấy chú đựng người mỏi tay lắm. Cây này hơi nặng hơn cây kia. Đó. Rất là bén nha. Cây này mấy chú sẽ cắt được cây cao luôn ạ. Đúng rồi, cây to hơn xí. Cây này nó nặng ký 2 mấy chú nha. Đó, rồi số 92 nè. 180 nghìn. Phút cái video ngày hôm nay luôn. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem kênh, ủng hộ xem kênh hết cho Tiền Sinh một like nha. Và ai đăng ký kênh mình chưa đăng ký kênh, mình đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo Tiền Đăng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.